Tôi đang có mặt ở cái bãi xe sau của nhà máy ô tô Trường Giang. Nơi đây là một trong số những cái bãi xe rất nhỏ thôi của nhà máy Trường Giang để những cái chiếc xe mà đã hoàn thiện rồi. Ở ngay sau lưng tôi là khoảng độ 50 chiếc 3 tấn 49 đời mới của nhà máy ô tô Trường Giang với tất cả các màu sắc cơ bản nhất. Thời điểm giờ có 4 màu cơ bản các khách hàng có thể lựa chọn nhé. Chúng ta có màu vàng này, màu xanh bộ đội này, màu xanh lá và màu xanh tím. 4 màu cơ bản tất cả có thể lựa chọn. Và tất cả sản phẩm này là sản phẩm đã hoàn thiện rồi, có thể ngay lập tức đến tay các bác tài nếu muốn. Và nhân dịp gần Tết Nguyên đán rồi thì ở nhà máy tôi Trường Giang có những cái chương trình khuyến mại cho tất cả các bác tài nếu mua lô. Lô ở đây chúng tôi là 5 xe, 10 xe thì sẽ được coi là một lô. Và khi mà các bạn muốn đầu tư cả một lô thì sẽ có một cái giá cực tốt đến tất cả các bạn. Đâu đó sẽ giảm từ 2 đến 30 triệu một xe nếu mua lô nhá. Chúng ta muốn đầu tư cùng một lúc luôn thì chúng ta hãy đầu tư, hoặc chúng ta để gom vào 2-3 anh em cùng nhau ký một hợp đồng, nó sẽ thành một lô 5 xe. Thì lúc đó chúng ta sẽ được giảm giá khá đấy ạ. Và xin nhắc lại là cái xe ô tô Trường Giang 3-49 này là những cái xe ngay lập tức có thể đến được tay khách hàng. Các bạn chỉ cần đến xem xe và ký hợp đồng là phút mốt có xe ngay, giao tận nhà luôn cho các bạn. Cái xe 3-49 này thì cũng không phải giới thiệu lại nhiều đến tất cả các bạn nữa vì nó đã quá quen thuộc đến các bác tài khi mà chạy vật liệu xây dựng, đi vào các ngõ ngách nhỏ chở vật liệu xây dựng đến nhà dân rồi, công trình nhỏ rồi. Với cái kích thước của nó thì nó khá là gọn để đi vào những cung đường nhỏ. Cái thùng của nó thì đâu đó chỉ khoảng độ 3 khối. Cái khối động cơ của nó, khối động cơ máy điện kim phun điện tử công suất lên đến gần 70 kW cơ. Và tất cả các xe này thì đều có sẵn điều hòa hai chiều đến các bạn rồi. Đó. Một loạt quá nhiều, khi xuống đây các bạn chọn thì có màu hoa mắt luôn, không biết chọn con nào ạ. Đây ạ, màu xanh bộ đội, màu xanh lá, màu xanh tím, rồi màu vàng. Tùy theo cái sở thích của các bác nhé, tùy theo cái mệnh của các bác nhé, các bác có thể lựa chọn những cái màu nào nó hợp lý với cả mình. Đó. Một lô 3-49 rơi vào khoảng 50 con. Và đây chỉ là một cái góc nhỏ của nhà máy ô tô Trường Giang thôi nhé. Đây là một cái góc nhỏ của nhà máy ô tô Trường Giang thôi, để những chiếc xe mà đã thành phẩm rồi có thể là ra lò được rồi. Và ở bên cạnh nó ở đây thì được có một vài các sản phẩm máy cơ nữa. Có một vài sản phẩm máy cơ tôi muốn giới thiệu thêm đến tất cả các bạn nữa. Ví dụ như ở đây chúng ta có chiếc này là chiếc 8 tấn 4 này. Tiêu chuẩn khí thải Euro 2, máy cơ đời 2.7 này. 8 tấn 4 4 máy này. Con này vẫn là con 8 tấn 4 này. Đó. Rất nhiều. 8 tấn 4, 8 tấn rưỡi, 8 tấn 55, hạ tải từ 9 tấn 2 ngày xưa xuống đấy ạ. 8 tấn 7, 5, 7 tấn 7, cầu dầu 6 máy, hay là con 7 tấn 8, cầu dầu 6 máy nữa. Một loạt các cái sản phẩm máy cơ của nhà máy Trường Giang vẫn còn thời điểm bây giờ. Khi mà sử dụng xe ben, chở vật liệu xây dựng, cần cái sự cơi nới, quá tải, quá khổ nhiều, thì cái máy cơ nó vẫn là một trong số những cái sản phẩm mà có rất nhiều ưu điểm. Nó không như cái máy điện. Đó. Và cái máy cơ thì thời điểm giờ chỉ còn mỗi nhà máy ô tô Trường Giang còn thôi. Nhà máy ô tô Trường Giang còn một số các sản phẩm máy cơ ở đây nữa. Đó. Đây. 8 tấn 75 đây, phao đây. Các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều sản phẩm. Ngay lập tức có thể đến tay khách hàng được. Những sản phẩm này là sản phẩm mà đã tương đối là nhà máy cassette lại rồi nhá. Các bạn có thể nhìn là cái sản phẩm này là từ 2017, nhưng khi mà về đến nhà máy cassette thì những sản phẩm này nó rất chi là đẹp rồi. Từ các màu sơn cabin cho đến là hệ thống tio nhà máy đều cassette lại hết rồi. Những cái vết mà có dấu hiệu của thời gian như là han gỉ đều đã được khắc phục và hoàn toàn gần như là mới. Đó. Các bạn có thể nhìn. Nhà máy tôi Trường Giang thì còn rất nhiều sản phẩm trong những phân khúc mà xe ben nữa. Các bạn muốn có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm của nhà máy tôi Trường Giang thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline tôi để dưới màn hình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.